Học sinh lớp 9 bị đâm tử vong khi đi học về. Biết em trai bị một nhóm thanh niên đuổi đánh ở gần trường học, N.V. thì S mang dao đi trả thù. Ngày 22 tháng 10, nguồn tin riêng của báo Tiền Phong cho biết cơ quan chức năng huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã vận động nghi phạm sát hại học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Từ Liêm ra đầu thú. Vụ việc khởi nguồn ngày 11 tháng 10 khi N.V.T, 14 tuổi, ngụ xã Đông Thanh, bị một nhóm thanh niên đuổi đánh cạnh trường học. N.V.T biết nhóm này do N.H.T.T gọi đến nên hai học sinh này nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đã hòa giải cho hai nam sinh. Tức giận khi biết em trai bị đánh, trưa ngày 20 tháng 10, N.V.T.S, 19 tuổi, ngụ xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, đi tìm N.H.T.T đợi úp nam sinh này rời trường về nhà. N.V.T.S chặn đường, dùng dao bấm đâm vào người. N.H.T.T được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, N.V.T.S chạy trốn. Công an huyện Lâm Hà đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm gây án. Lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình N.V.T.S để vận động đối thanh niên này đầu thú. Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra làm rõ. Kim Anh, Tiền Phong, Dinh đặt lại tiêu đề bài viết.